Con kính bạch sư phụ cùng quý cô chú ở đây là con có một câu hỏi đặt ra. Hôm nay con đến đây dự cái khóa tu thiền, con cảm thấy vô cùng an lạc. Cũng không như là khác gì thiền, mà có thể là yoga hay tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà con muốn giữ hỏi thầy là làm thế nào để mình giữ cái trạng thái đó nó được xuyên suốt, và trong cuộc sống mình luôn giữ cân bằng mà mình bớt phải suy nghĩ. Và Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Chú đứng đi, thầy hỏi này chút. Mình suy nghĩ nhiều. Bây giờ thầy hỏi mình làm nghề gì? Bán hàng. Bán hàng. Con là marketing hả? Con học ngành dược á, con ngành bán thuốc tây. Và bình thường mà thầy bị thận thì do làm sao ta? Không thôi, thầy hỏi thật, ví dụ như mà sức khỏe của mình chăm sóc, thì hãy nói cái sở trường của mình cho thầy nghe về cái chuyện thuốc thang chăm sóc sức khỏe. Nói chung là thuốc, con là thuốc, những loại thuốc thông thường chứ không phải là thuốc đặc trị. Còn thận thì cái đó phải có chỉ định của bác sĩ. Nói vậy an toàn quá ha. Thầy hỏi như vậy á là bởi vì khi mà mình cho cái suy nghĩ của mình một cái giá trị, thì một suy nghĩ mà có giá trị nó sẽ đi hàng loạt những suy nghĩ khác. Còn có nghĩa là khi mà mình cho mình thông minh, mình tin chắc rằng mình đúng, thì không bao giờ mình ngậm miệng được. Khi mà mình nghĩ rằng mình đúng, mình thông minh, mình hay, mình tốt, không bao giờ tâm mình yên lặng suy nghĩ miệng. Nếu mà mình biết tất cả những suy nghĩ trong tâm là sự lặp đi lặp lại của những kiến thức mình thu lượm về, và nó ngớ ngẩn, nó ngố nghĩnh, nó ngu ngơ, nó mê mờ, nó không có một chút giá trị nào hết, mà nó chỉ làm cho mình muộn phiền sống 100 ngày, không, sống một ngày mà lặp đi lặp lại 100 lần ở trong cái suy nghĩ đó. Khi mình phát hiện ra cái sự vô giá trị của cái suy nghĩ, lúc đó mình bắt đầu tách rời ra khỏi suy nghĩ một đoạn, không có đổ xăng vào trong xe nữa, hết xăng, xe tự đứng, không có để cái tâm mình vào, thì suy nghĩ nó tự động nó ra đi, chứ không phải mình chạy trong nó. Khi mà mình không có nuôi dưỡng nó nữa bằng cái sự chú tâm của mình vô trong đó, thì nó tự biến mất. Hết sân, xe ngừng. Sân là sự chú tâm của mình vào trong đó. Người mình yêu thương cũng vậy, xa mặt cách lòng. Vì sao? Vì không có để tâm vô cho nhau. Cái gì mình để tâm vô, cái đó nó sẽ lớn lên nở hoa. Tại sao mình suy nghĩ hoài? Bởi vì mình cho rằng suy nghĩ có giá trị. Bởi vì mình quan trọng cái cuộc sống riêng của cái tôi mình quá. Khi cái tôi mình quá lớn, suy nghĩ rất nhiều. Khi suy nghĩ mình nghĩ là mình đúng, mình hay, mình giỏi, mình thông minh về vấn đề đó, sở trường đó của mình, và mình nghĩ nó phải được nói ra nhiều, là mình đang ảo tưởng rằng suy nghĩ đó có thật. Vậy muốn bớt suy nghĩ thì tâm của người đó phải giác ngộ được một điều: tiếng ồn trong tâm chỉ diễn ra giống như là những tích tắc như vậy của hơi thở thôi, không hơn không kém. Suy tư nó không có giá trị nhiều, nó chỉ đơn thuần như là một hơi thở hay một bước chân hay là bất kỳ cái gì của sự sống này. Để cho sự sống chạy xuống dưới cái phần não tráng, tiền tráng này, chạy xuống đôi mắt, chạy xuống đôi môi. Đôi mắt để nhìn cuộc đời thương, đôi môi để tặng cuộc đời nụ cười, con tim để biết yêu thương, đôi chân vững vàng và thảnh thơi. Toàn bộ cái thể này nó sống nó còn nhiều hơn là suy nghĩ nữa. Suy nghĩ của mình nó đâu có làm ra cái đẹp của một đóa hoa, nó đâu có làm ra cái hơi thở hay máu. Vậy mà mình tưởng rằng suy nghĩ nó quan trọng đến cái độ mình tin cả cuộc đời của mình là nó. Cho nên mình mới nói là I think, therefore I am. Tôi suy nghĩ cho nên tôi là. Tôi là rồi tôi mới suy nghĩ. Ngày xưa tôi bé thơ đâu có suy nghĩ. Tôi là trước, và suy nghĩ giống như một giọt nước rơi trên chiếc lá sen. Và rơi lên lá sen lung linh lấp lánh, mình sử dụng được suy nghĩ lợi ích cho mình. Bằng không, suy nghĩ sẽ là con dao rất bén nhạy, chặt chặt cắt cắt mọi thứ. Ví dụ như cái hoa, đưa cái hoa cho nhà bác học, nhìn vào bằng kính hiển vi, chặt chẽ đủ thứ trong đó, thấy tất cả nhưng có điều một thứ không thấy thôi, là gì? Đó hoa. Suy nghĩ của mình nó biết tất cả,
Có điều nó không biết một thứ của ông biết là cái đẹp của đóa hoa. Vậy không thể dùng suy nghĩ để thấu hiểu thiền. Thiền không phải là suy tư. Thiền vượt lên trên suy nghĩ. À, trong đó chỉ đơn thuần là bước chân của chánh niệm. Ở đó đơn thuần là hơi thở. Ở đó đơn thuần là sự sống đang vận hành mà không cần cái suy nghĩ mình chen vô. Vậy hằng ngày để giữ được thân bằng, thân tâm mình, thân đâu tâm đó. Đừng có làm việc A, đợi kết quả việc ở phía B. Đừng có ở núi này, trong núi nọ. Đừng có chia cách hai đứa thân tâm ra. Chánh niệm tức là lúc nào tâm cũng ở đây. Và ở đây và mình nhớ được thiện pháp, để những gì tới, nếu nó lặng trộm cho đi, và nếu là tốt đẹp giữ lại, để nuôi lớn cái giới định tuệ trong lòng mình, để cân bằng được trong cái đời sống hàng ngày. Người đó trước phải giữ giới, không giữ giới mất thân bằng liền. Bởi vì cái tâm mình nó không thích làm việc ác. Mình làm việc ác là tự động nó hối hận. Mà hối hận là trạng thái mất cân bằng. Hãy giữ được năm giới của người tại gia thôi là mình đã có được sự tự do cân bằng khá khá lắm rồi đấy. Và khi mình ngồi thiền xuống, tâm của mình nó yên tĩnh, nó không có nghĩ ngợi quá nhiều, là mình biết hằng ngày mình sống khác. Còn mình ngồi xuống mà nó giống như là tiêu chảy trong tâm á. Tiêu chảy tức là nó chạy mà mình không có thắng được á. Nó sột sột cái đông á. Thì mình biết hằng ngày mình mất cân bằng bởi vì mình ẩu sĩ, bất cẩn, không có thận trọng với chuyện giữ giới. A Di Đà Phật.